Thích không? Béo chắc không chịu bơi. Đây nhảy chưa? Ôi trời ơi. Đi nhảy. Nhảy hơn anh đấy. Ba về rồi mình nhảy. Bây nhảy à? Ui, nhảy tiếp á. Ui, đi ơi, ướt hết quần áo gì rồi. Ui, rồi sao em ướt hết thế? Nó tắm nó nhảy đi, Bibi nó nhảy. Rồi. Ướt hết cả người. Rồi em đi tắm đi. Vâng, thì anh lau người sấy cho Bibi đây. Lau anh thấy nhá. Nào. Nào nói. Thích nhỉ? Thích. Đâu đây? Tụi làm gì đây? Bia xin cho ba. Hả? Hả? Gì đây? Yeah, mình hôn về đàn anh đấy, cảm ơn về đàn anh ấy. À. Bi còn muốn bơi à? Mẹ đàn anh cho Bi lên bơi đi. Làm bơi nhá. Làm anh cho Bi lên đi tắm. Chuẩn bị trước thôi. Ngồi xuống đi, ngồi xuống. Ngồi xuống đi. Thôi em biết ăn mới ít rồi. Chắc mày sấy ra đây xíu nữa. Tắm xong sấy luôn cho ấm. Em tắm đây, mai mình tắm này. Tắm ăn mới đấy. Để đây luôn. Chị thích cái bộ này của Bi không? Mặt đẹp thật đấy. Xếp vào này, đẹp chưa? Bi cũng thích bộ này à? Khi nào ba về ba thấy Bi mặc bộ này cái gì ba cũng thích. Nào, nó cất. Để đây. Xếp sẵn để đây, bây giờ cầm khăn vào đi tắm nhé. Biết đẹp rồi mà đi tắm nào. Nhờ khăn tắm vào nhà tắm tắm nhé. Tắm lên mặc đồ mới. Tháo bỉm nhé.
Mình xuống đây để tắm đi. Khách, chị cởi mình cho đi ra. Chị cởi mình cho tắm đi. Nhảy à, mình nhảy à. Nhảy vào phần thật nóng nha. Tắt đi. Xuống đây bơi này, làm gì đây? À, tắt nước à? Thế nhảy xuống đây, nhảy đi. Bơi đi đi. Nhảy không? Bơi giỏi thế. Bơi giỏi thế. Thích không? Mấy hôm trước không chịu bơi. Bố về rồi đấy. Bơi đi. Bị không nhảy nữa à Bị? Bơi đi, chị cho xong xíu chị tắm chân. Bơi một lát đấy. Bơi giỏi thế. Không nhảy à? Không nhảy nào. Hôm nay ba về mình nhảy đấy. Mọi chi không có nhảy. Xuống cái bơi đi, xuống cái bơi đi, xuống cái bơi. Lết hết người xin rồi. Ướt hết rồi Mi ơi. Xuống kia ba đi. Ê, ơi bỏ một cặp ra. Ướt hết cái áo thôi. Trời ơi. Ê, xuống đi. Ướt hết áo rồi. Xuống ba đi. Nè. Xuống, xuống, ba đi, ba đi, ba đi, ba đi. Bị nhảy lên người chị ướt hết rồi này. Xíu nó phải đi tắm. Thì bao giờ chán thì bảo chị tắm nhé. Tắm cho. À. Để đi. Xuống đây này. Nhảy tiếp. À, lại nhảy tiếp. Ôi trời ơi. Mình nhảy. Nhảy hân hoan thế. Ba về rồi mình nhảy. Nhảy vì bơi chán chưa? Bắn hết cả nước này. Bơi nhảy à?
Nhảy tiếp à? Ui, chị ơi, ướt hết quần áo gì rồi. Nhảy, nhảy suốt thế. Ba mày hân hoan quá, ướt hết quần áo rồi này. Xuống ba đi. Đây tắm đi. Bụi đầu á. Ừ. Đây, ngồi đây, ngồi đây. Ngồi đây tắm nha. Ý là ướt hết quần áo chị rồi nha. Chân nó sang mình tránh. Rửa bỏ ra mình rửa trôi cả phòng xong rồi mình chán lại cho. Để con chán đi nha. Đi ngồi cho chị làm khách bán. Đây này. Ý, đúng rồi. Ừ. Chui, rồi, rồi. Ý, cái xong rồi tao đánh. Ừ. Ui, sao em vừa lên thế? Tắm, hả? Nhảy, Bibi nó nhảy. Rồi. Ướt hết cả người. Rồi, em đi tắm nhé. Rồi, thì anh lau người sẩy Bibi lên. Lau thấy không? Nào. Tắm thích không? Áo quần đẹp nha. Em mặc áo quần Bibi đây. Hả? Bibi mặc sẩy à? À, anh ấy ướt rồi. Ba, ấy đó. Nằm xuống. Nằm xuống, nằm xuống. Nằm xuống đây. Nằm xuống đây nè, đây nè. Thấy không? Ừ. Ờ, đây là bị thay lông. Nằm xuống hết nè. Bi ra đây, ăn ra đây. Làm mặt sợ rồi. Đậu lắm rồi, không mặt sợ cái Bi đây. Bi tắm xong mùa này ấy, thì bôi qua dầu, tinh dầu. Tinh dầu này rất là quan trọng. Và Bi không bị lắc. Đấy. Bôi vào, mình bôi vào tay này, lòng bàn tay đây mọi người này. Đây, lòng bàn tay đây. Bàn tay mình phải bôi, mỗi xoa cho Bi. Đấy, rồi. Tên rồi tay này nữa, tay này môi đúng không? Mình massage đây, đấy, rồi. Đầu, gáy, rồi. Chân, chân gan và chân này, mặt bình đi. Ăn thử đi. Đó, cái khóa đấy. Ngày hôm nhà chắc mẹ cũng massage rồi đúng không?
Em không cần mẹ làm anh làm massage nữa đi. Thank you.